Ok, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ unbox cho các bạn xem một cái thùng của Amazon. Thì hồi nãy mình vừa mới nhận được cái thùng này. Mình sẽ mở nó ra ở đây trước và về tới nhà mình sẽ làm tiếp cái đoạn video. Đồ thì nhỏ nhưng mà Amazon luôn gửi cho mình những cái thùng to. Đây là những cái miếng túi hơi là để nó chống sốc này. Thùng to như thế này, to như thế này, nhưng mà nó chỉ có cái này thôi. Đây là con GoPro Hero 7 cực kỳ đỉnh của dòng GoPro hiện giờ. Mục đích mình mua nó là mình muốn cải thiện chất lượng của livestream. Và đây là con GoPro Hero 7 Black. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu unbox nó cho các bạn xem. Bao bì của con GoPro nhìn ra rất là đơn giản. Về cái đặc điểm ngoại hình chung khi nhìn vào thì nó sẽ có những cái thông số ngay chỗ này. Thì nó thể hiện những thông số là 12 m, 4K 60fps, 1080, 240fps, xuống nước được 10m. Và mình có thể điều khiển nó bằng giọng nói. Và tiếp theo là nó có màn hình cảm ứng và slow motion 8 nhân, có cả GPS, HDR và hai chức năng đỉnh cao lại dưới đây, là có Hyper Mode và Livestream. Sau đây là có cái app GoPro. Đây là các vật dụng của nó để kèm theo. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu bóc tem con GoPro này. Ok, rất là mượt mà. Ok, bây giờ mình sẽ kéo nó ra thử nè. Đây là chiếc hộp của nó. Thì mình sẽ mở con GoPro ra trước. Mình phải vặn nó ra. Nhìn chung là cái con GoPro thì nó đúng là cái kiểu tên của nó là con Black. Thì nó tất cả trên cái máy là nó đều là màu đen hết tất cả luôn. Và mình sẽ đi tới những cái vật dụng cơ bản của nó. Đầu tiên là một cuốn sách hướng dẫn. Ai mà lần đầu tiên mới mua GoPro thì nên coi những cuốn sách hướng dẫn này. Đây là cái sticker của GoPro. Nếu bạn nào thích thì cứ lấy dán lên đâu đó. Một cuốn sách hướng dẫn. Thì trong cái hộp GoPro thì nó có, đầu tiên nó có sợi dây USB và cổng Type-C. Mình sẽ để bên đây. Đây là cái dán vô cái GoPro, mình dán vô kiểu này. Đi hành trình thì mình sẽ dán như thế này. Theo là một cái cũng giống như vậy. Ok, và đây là cái cục pin của GoPro. Pin chính hãng, nó có ghi là pin GoPro. Đó, vật dụng của GoPro thì nó chỉ đơn giản như thế này thôi. Thì thường thì mình sẽ xài cái này là nhiều. Khi nào mà mình đi hành trình thì mình sẽ xài tới cái này. Cái này nó có thiết kế khác nhau, một bên là nó cong, một bên là nó thẳng. Nè, các bạn có thể nhìn thấy nè. Mình sẽ tháo và mình bỏ cái GoPro vô. Mỗi lần mà bạn muốn thay pin là bạn phải tháo cái cover này ra. Bật nút bỏ pin này. Mình sẽ bỏ pin vào. Ok, khỏi tháo màn hình cũng được các bạn. Nó cũng sẽ hiển thị ở đây, nhưng mà nó không rõ thôi. Bây giờ mình sẽ đánh giá sơ bộ những cái tính năng và cái nút cơ bản của nó. Chỗ này là chỗ hiển thị những cái thông số. Chỗ này là chỗ để sạc. Nếu các bạn muốn sạc trực tiếp thì các bạn nhấn vào đây, bạn đẩy xuống. Và đây là có cái cổng Type-C và cổng HDMI. Đây là cái loa, còn ở đây là bạn tháo pin ra để bạn thay pin mới. Bữa sau thì mình sẽ làm một cái video mà review giữa con GoPro và con Osmo Pocket. Đây là con Osmo Pocket của mình. Mình sẽ làm những cái review là chống sốc, rồi chất lượng quay như thế nào. Thì mình thấy về chất lượng quay trên mạng thì con GoPro này chất lượng nó quay tốt hơn con Osmo. Nhưng mà lúc đó là những cái phiên bản trước của con Osmo. Bây giờ thì con Osmo nó đã được cập nhật phiên bản mới. Nhu cầu sử dụng của mọi người ra sao? Đây là những đánh giá sơ bộ của mình về con GoPro Hero 7. Trong tương lai thì mình sẽ làm một cái bài review giữa con GoPro Hero 7 và con Osmo Pocket. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình.
và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Chào tạm biệt.